lịch ở đâu? Chắc chắn là có bạn lên núi, có bạn xuống biển đúng không? Vừa đông tới rồi, Hà Sam ấy sẽ đi biển du lịch các bạn ạ. Nghe nó hơi hoang đường đúng không? Nhưng mà cái bãi biển này nó cực đẹp và cực xịn sò các bạn ạ. Còn có ấy, bãi tắm nước nóng nó cơ đấy. Và ấy, Hà Sam sẽ đi du lịch ở trong Toka Light World. Yeah yeah yeah. Hôm nay sang nhà Hà Sam chơi vui quá trời. Hôm nay sang đây mình ăn trực thật nhiều món mới được. Ui ui ui, mình ngắm thấy trái dưa hấu kìa, có miếng dưa hấu ngon quá. Hóa ra đây là một miếng dưa hấu, là cục nhồi bông, không phải là dưa hấu thật. Vứt qua đây. À, ở đây có cái rổ hoa quả, có trái chuối nè, mình sẽ ăn. Nhâm 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 nhâm, ngon quá. Để đâu đây? Ủa, mà Bita đâu rồi ta? Bita. Hey, Bita, em làm gì vậy? Ủa, anh có đỡ hả? Em đang chơi game này, mà hai cái tivi nhà Hà Sam xịn xò lắm anh ơi. Ui dồi ôi, em bật cho anh xem nha. Nè, đó, anh thấy gì chưa? Phim nè. Ui, phim nè, đây là chương trình thời sự nè anh ơi. Rồi, đây nữa nè, đấy. Rồi, phỏng vấn ở quê mình đó anh ơi, tuyết kìa. Nè, đây nữa nè, ui, có con mèo này. Thôi, tắt đi anh ạ, không ấy, tốn điện Hà Sam mà mắng mình chết. Nói mới nhớ, hôm nay Hà Sam rủ chúng mình sang đây á để đi biển. Mà đi biển giữa mùa đông đúng là dở người mà. Nhưng mà thôi cũng được, bởi vì anh được mời. Ủa mà Hà Sam đâu rồi anh nhỉ? Gọi Hà Sam đi. Hà Sam ơi. Sao nhà mình ấy mà làm lộn tung phèo cái nhà của mình luôn các bạn ơi. Anh có đỏ với Vita ăn đồ ăn của mình này, rồi lại chơi đồ chơi của mình nữa. Đây, mình là một cô bé cực kỳ xinh đẹp đấy các bạn ơi. Rồi, bây giờ thử sang đây xem là anh Gấu Đỏ bảo gì nha. Anh Gấu Đỏ ơi, anh bảo gì em đây? Bảo gì em đây hả anh Gấu Đỏ? Nè Hà Sam, cậu nói là mời chúng mình sang đây để đi biển mà. Có thấy đi biển gì đâu, từ sáng giờ cứ ngồi trong nhà nè, ngắm tuyết nè. Bây giờ là đi biển đây. Thế nhưng mà trước hết thì các cậu ấy thổi bánh sinh nhật cùng tớ đã. Đây nè các bạn ơi, bánh sinh nhật của mình ấy thì mình đã để trong tủ lạnh nè. Wow, ôi chết rồi. Ai ấy đã cắm nến của mình đây nè. Ôi, mình sẽ đặt bánh sinh nhật ở đây. Rồi, ok. Đóng cái tủ lạnh lại này, mở cái ngăn dưới ra. Ở đây còn có hai miếng bánh sinh nhật nữa nè. Rồi, nè anh Gấu Đỏ với Bita ra ăn đi. Anh Gấu Đỏ ơi, ăn nhanh lên, ăn lẹ lên anh ơi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Hà Sam, Hà Sam. Wow, anh Gấu Đỏ, anh ấy ăn mất luôn cái bánh của mình rồi các bạn ơi. Em là em mời anh ấy là ăn chỉ ăn một miếng bánh bé thôi. Anh ấy ăn nguyên cả cái bánh của mình rồi. Thảo nào anh ấy béo thế các bạn ơi. Thôi, bây giờ ba anh em mình ấy véo một cái là ra biển luôn đi anh ơi. Một, hai. Thế nên là mình mặc chiếc váy màu hồng rất là xinh nè. Rồi, còn anh Gấu Đỏ, anh đấy cũng trên đông dưới hè luôn các bạn ạ. Trời nóng như này, anh đội hẳn hai cái mũ mà lại còn là cái mũ bông nữa luôn ấy. Còn em Bita, Bita có cái nón xịn sò rất hợp với lại bãi biển nè. Thế nhưng mà hình như là Bita hôm nay là tóc nó hơi kỳ dị thì phải các bạn ạ. Bita ơi, bỏ mũ ra xem nào Bita. Vừa hôm qua tao đi cắt tóc với mẹ ông, cắt tóc ông ấy vừa, cắt tóc cho tớ, ông ấy vừa ngủ gật nên là tóc tớ hơi bị lỗi một tí. Lỗi cũng được, không sao hết, đúng không các bạn? Bỏ ra cho bọn tớ xem nào. Các cậu đừng cười nha. Cái gì thế này? Evita, anh em mình nghe ra ngoài kia ngồi đi Evita ơi. Được thôi anh ơi, để em lượm cái mũ đã. Ngủ ở đây nè, mình cũng ngủ đây đi, Bita ơi. Rồi. Ủa, kỳ vậy. Đi biển ấy mà tự nhiên ấy nằm lăn đùng ra đấy khò luôn. Nếu mà đi ngủ ấy thì ngủ luôn ở nhà cho rồi. Việc gì phải ra tận biển đúng không các bạn? Đi biển là phải tham quan biển. Đây, mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan biển nha. Đây, ở đây có lâu đài cát này, chắc chắn là của một em bé nào đấy. À, của em bé này này, em bé này đang làm lâu đài cát này các bạn ơi. Rồi, ok, chào em nha. Ui, còn có cả súng nước luôn đó nè. Quá hợp lý luôn khi chơi ở biển.
Ở đây có một ông chú đang ngủ luôn nè, ngủ cùng với lại Bita với gấu đỏ. Trời, Bita ngủ ơi mà mở mắt luôn các bạn ơi. Bita ơi, cậu vẫn đang ngủ chứ? Rồi, mình sẽ đi qua khu này xem có gì không nha. À, ở đây còn có cả cửa hàng tạp hóa này các bạn ơi. Rồi, có cả ly kem thơm ngon nè. Mình không mang tiền nhưng mà mình sẽ xin chú là bán chịu cho mình một que. Chú ơi, chú ơi, cháu cắn hai người bạn của cháu, đó chính là anh gấu đỏ với Bita ở đây, cho cháu một que kem đi chú ơi. Ok, tí nữa bảo hai cậu ấy dậy thì dọn dẹp cho bãi biển thật sạch là ok rồi. Kem của cháu đây. Chăng chăng. Wow, các bạn ơi, mình có một que kem rất là đáng yêu nè. Mình không thích kem màu trắng lắm đâu, mình thích kem màu hồng cơ. Thế nhưng mà chú đã đưa cho mình que kem màu trắng thì cũng ok, mình ăn đây. Nhom 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 nhom. Wow, các bạn ơi, ăn kem ở biển thì quá ngon. Mà ai kỳ lạ vậy ta. Rõ ràng ấy, ở nhà mình ấy là ấy, đang là mùa đông các bạn ạ. Rét ơi là rét luôn. Gió thổi vù vù. Thế mà ra đây cả ấy, nóng vã mồ hôi luôn các bạn ạ. May quá mình mang cái váy này rõ xinh. Rồi mình sẽ đi tiếp nè, đi tiếp nè. Tăng tăng. Wow, hình như là đây là đường vào rừng ấy các bạn ơi. Thôi thôi thôi, mình nguy hiểm quá, mình đi ra ngoài đây. Mình đi ra ngoài đây. Rủ Bita mới lại anh gấu đỏ ấy đi chơi trò chơi đây. Anh gấu đỏ, anh gấu đỏ, anh gấu đỏ dậy đi, anh gấu đỏ ơi. Bita, Bita, dậy đi. Cái gì vậy? Trời đã sáng rồi sao? Eo ơi, bây giờ vẫn trời sáng. Ui, Bita lại nằm ngủ tiếp kìa. Dậy mau, dậy mau. Eo ơi, bây giờ vẫn còn là trời sáng các bạn ơi. Anh nghĩ là mình đang ở nhà chắc. Bây giờ chúng mình ra biển ấy, thì phải ra biển chơi chứ. Ra kia em cho anh xem con cá kìa, hay lắm luôn. Ui, có một khẩu súng này. Anh sẽ cầm khẩu súng này để chơi trò chơi. Đi ra đây. Wow, bãi biển này có rất nhiều là con vật luôn anh ơi. Ở đây còn có con cá heo này, rồi có cả hai con cá vàng này, rồi rất nhiều san hô này. Wow, ui, có một cái bạn là thợ lặn ở đây luôn. Xin chào bạn. Hello, xin chào. Rồi, wow, có cá mập ở đây luôn các bạn ơi. Wow, nó nhảy lên khỏi mặt nước này. Wow, ui, ơi, bạn thợ lặn ơi, bạn phải cẩn thận nha. Rồi, có rất nhiều sinh vật ở đây nè. Rồi, có cả thuyền đắm ở dưới này luôn ấy. Wow, ở đây có một cái phao. Bên này có một hòn đảo nữa. Wow, có một ông cụ này các bạn ơi. Không biết là ông cụ hay là một người rất là trẻ nhở. Nhưng mà người ta ở đây là chắc là lâu rồi ấy. Cứu tôi với, cứu tôi, cứu tôi với. Ê, anh gấu đỏ ơi, anh có nghe tiếng kêu cứu gì không? Các bạn ơi, các bạn có nghe thấy tiếng người đàn ông nãy kêu cứu không? Các em yên tâm, để anh ra cứu ông ấy. Anh có tài bơi lội, rất là điêu luyện. Để anh nhảy xuống nước anh bơi này. Hi. Trời ơi, anh chìm rồi, cứu anh với. À, tạm ơi. Hay quá rồi, hay quá rồi, phải làm thế nào Bita? Cậu yên tâm đi, để tớ. Anh gấu đỏ, anh gấu đỏ, anh cầm lấy cái máy chơi game của em để làm phao đi anh ơi. Cầm máy chơi game làm phao. Trời ơi, sao Bita có thể nghĩ ra được một cái nó hoang đường như thế. Thôi, không được, không được, không được. Anh gấu đỏ, anh gấu đỏ, anh bơi vào đi. Để anh bơi vào nhé các em ơi. Trời 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 trời. Trời ơi, may quá anh lên bờ rồi. Ôi, sợ quá các em ơi. Hai, mình ấy là phải kiếm một cái thuyền để ra cứu ông ấy mới được. Vậy thì anh gấu đỏ ở đây đi. Tớ mới lại Hà Sam sẽ đi mua thuyền đi, Hà Sam đi. Ok. Wow, cái gì này? Bita, cậu bảo là cậu dẫn tớ đi mua thuyền mà. Sao ở đây toàn là váy vóc này? Trời ơi, đây là một cái kho. Các bạn ơi, kho này là trong hang động các bạn ạ. Wow, Bita, chuyện này là sao đây? Rõ ràng ấy, lần trước đi biển cũng ở chỗ này, tớ thấy có cái phao ở đây mà. Biết làm nào bây giờ? Wow, mà ở đây có rất nhiều bộ váy nè. Tăng tăng. Để tớ xem nha. Ui, ở đây có bộ này. Wow, nhìn tớ ấy, giống người Hawaii không? Rất giống luôn. Tớ sẽ thử cho cậu bộ màu vàng này nha. Tăng tăng. Trời ơi, nhìn dễ thương quá à. Wow, Bita ấy đúng là cũng có con mắt thẩm mỹ đấy. Thế nhưng mà ấy, bộ quần áo cũ của tớ đâu rồi? Thôi tớ lấy bộ quần áo cũ để đi tìm phao cứu người đã. Mặc bộ màu hồng này lên này, treo cái bộ màu vàng này lên. Bita ơi, Bita, đi tìm phao cứu người đã đi. Thử tìm trong mấy cái hộp này xem là có cái gì không ta. Bây giờ mình sẽ thử mở cái hộp màu xanh này ra xem các bạn ơi. Rồi, hộp màu xanh này không có cái gì luôn các bạn ơi. Trời ơi, mình chui vào tận đâu kìa. Rồi, ở trên này có cái gì đây? À, ở đây là mũ cướp biển này các bạn ơi. Rồi, bộ quần áo này, thủy thủ cướp biển các kiểu này. Wow. Ồ, ở đây không có phao rồi. Không có phao rồi Bita ơi. Thôi bây giờ mình đi chỗ khác đi Bita ơi. Phải tìm bằng được phao mới được. Hai,
hai cái đứa này ngố quá à. Hình như nãy mình có thấy là bên phía ông cụ đấy gần cái đảo có cái phao mà. Bây giờ mình sẽ ra đấy để lấy thôi. Ủa, mà mình không biết bơi, mình ra đấy kiểu gì ta? À, mình nghĩ ra rồi, mình sẽ nhờ cá heo. Cá heo ơi, cá heo, cậu có thể chở mình ấy ra bên kia để lấy cái phao được không? Cái gì? Được thôi. Không biết là chuyến hành trình này là xui hay dở nữa, mà trong khi đó thì mình đang ôm cá heo. Chứ cá heo ơi, có cứu mình được đâu. Úi trời ơi, có con cá mập đây nè các bạn ơi. Trời, cá mập, xin chào cá mập. May là con cá mập này nó hiền đó các bạn ơi. Thôi, à cái phao đây rồi, tăng tăng. Bây giờ mình sẽ lấy cái phao trở về. Ủa mà quên, mình lấy cái phao trở về làm gì? Mình cứu luôn ông cụ. Ông cụ ơi, ông cụ, cháu đã đến đây để cứu ông nè. Bây giờ ông ngồi lên phao trở về cùng cháu đi. Cảm ơn các cháu. Ta bị lạc ở đảo hoang này 11 ngày rồi nè. Ta đói bụng quá. May là có cháu tới giúp. Thế nhưng mà cái phao kia ta đã sử dụng rồi, không thể di chuyển được. Vậy thì ông hãy ôm con cá heo này rồi trở về cùng nó ông nha. Cháu sẽ đứng ở đây đợi. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhiều nha. Ông đi về đây. Bay quá, gặp gấu đỏ tốt bụng. Trời ơi, đói quá, mình phải về nhanh mới được. Rồi, cá heo ơi, cá heo, người ơi, hãy đi đón gấu đỏ đi nha. Vâng, chào ông. Mình phải đi về nhà tìm thức ăn luôn đây. Đi cứu người, đi cứu người. Ủa? Ủa? Nãy ông lão bảo mình làm gì nhỉ? Trời ơi, mình đầu óc ấy đã hay quên lú lẫn rồi. Bảo lời mỗi lần ấy muốn nhắc mình làm gì phải ghi ra tờ giấy. Bây giờ không ghi tờ giấy mình không biết làm gì luôn. À chắc ông cụ bảo mình đi chơi mà. Mình đi chơi đây. Cá heo lâu trở về quá ha. Ủa Vita, anh gấu đỏ đâu rồi? Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy anh gấu đỏ đâu không? Trời, mình vừa mới đi một quãng cái thôi mà anh gấu đỏ đã đâu rồi? Rõ ràng mấy anh đấy còn đứng ở đây cơ mà. Vita, cậu đi tìm đi. Tớ đang đi tìm đây. Anh gấu đỏ ơi, anh gấu đỏ ơi, chú ơi, chú có nhìn thấy anh gấu đỏ không? Không, ta không nhìn thấy ai anh gấu đỏ đâu. Hà Sam ơi, Hà Sam, không thấy gấu đỏ đâu Hà Sam ạ. Anh gấu đỏ ơi, anh gấu đỏ ơi, anh gấu đỏ ơi. Bạn ơi, nãy tớ nhìn thấy có một bạn tên là gấu đỏ, bạn đấy đi giải cứu ông già rồi. Ủa, anh đấy đã sang đấy rồi á? Đúng rồi đó. Gay quá rồi, Vita, anh gấu đỏ, anh đấy sang giải cứu ông cụ rồi nhưng mà anh đấy chưa quay lại. Bây giờ chúng mình phải tìm cách để sang chỗ bên đó mới được. Được rồi, cậu yên tâm. Cậu tính làm gì? Hà Sam ơi, tớ có cái hộp này nè, chắc chắn cậu sẽ bất ngờ. Có cái hộp đấy thì làm sao mà giải cứu được anh gấu đỏ, Vita, đúng không các bạn? Cậu nhìn đây. Wow, xuống dưới nước là một cái phao được luôn, wow, thế là cậu mua được phao rồi à? Đúng vậy, tớ đã mua được phao rồi. Bây giờ hai chúng mình lên thuyền ơi. Ok, lên rồi các bạn ơi, lên để giải cứu anh gấu đỏ. Nhưng mà không biết là cái phao này có đủ sức để chứa được hai đứa mình không nữa. Wow, vẫn được luôn các bạn ơi. Nè, wow, đi rất là êm luôn. Cái phao này, ui trời ơi, mình định nhảy ra ngoài sao. Rồi, cái phao này đi rất là êm này các bạn ơi. Yeah, yeah, yeah. Sao cứu anh gấu đỏ thôi. Anh gấu đỏ ơi, anh gấu đỏ. Đây nè, bọn em sắp cứu anh đây nè. Ta da. Anh bất ngờ chưa? May quá có các em ở đây, không thì anh sẽ phải ở đây mười mấy ngày thành Robinson ngoài đảo hoang mất. Thôi anh lên thuyền đi để rồi còn về nữa. Anh gấu đỏ đúng là mít ướt. Rồi, ba người trên một cái thuyền luôn này các bạn ơi. Rồi bây giờ này, ngồi lên thuyền để trở về này. Trời ơi, ở trên thuyền này á là gắn rất nhiều những con sao nước thứ này, cẩn thận ấy, không là bục thuyền luôn đấy. Thôi trở về sau rồi anh em mình ấy là phải chơi an toàn anh nhá. Chơi ở trên bờ thôi mà là phải chơi gần những người giám sát, những người lớn ấy, không là anh em mình không được tự ý mà xuống biển đâu. Lên bờ rồi, xuống đi anh ơi.